Rồi xin mến chào quý cô chú bác anh chị gần xa thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước ạ. Dạ rồi, hôm nay thì vườn của em Phạm Nhi ha có lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa một số cây mai ghép giống siêu nụ ha. Rồi siêu bông Sài Gòn, Đa Phúc. Thì mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào thì ủng hộ cho vườn của em Nhi nha cô chú anh chị. Rồi không làm mất thời gian nữa mình vào gặp luôn em Nhi để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu ha. Rồi em Nhi ơi. Dạ em chào anh, em xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị mình đang xem kênh ạ. Dạ hôm nay thì trở lại kênh, em xin giao lưu là một số giống mai dạo hết của chú anh chị mình, cũng mong cô chú anh chị mình vô ủng hộ giúp em ha. Rồi. Rồi, vô cây đầu tiên mã số giờ mã số 1 hết cô chú anh chị. Rồi mã số 1 ha, 1H ha. Dạ 1H. Quay trở lại ha, 1H. Siêu nụ nha cô chú anh chị, nụ chùm chùm luôn cô chú dạ, anh chị ơi. Dạ siêu nụ, bông rất là nhiều, nụ rất là nhiều luôn nha cô chú. Đấy, hình như con thú luôn cô chú anh chị ha nè, có tay có chân nè, rất là đẹp ha. Rồi, thông số luôn đi em ơi. Hoành được 7. Cao 36. Rồi. Tán ngang là 45. Rồi. Chân này tàn rất là tròn luôn nha nên em để cho cô chú anh chị mình chơi tết thôi, giá 220.000 nha. Rồi ok. Rồi tiếp theo cây mã số 2H. 2H là một cây tiếp tục là một cây giảo siêu nụ ha. Rồi. Giảo siêu nụ nha cô chú anh chị mình. Rồi cái đế này. Cây này bé bé xinh xinh nha. Rồi. Đó, rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Nụ cũng rất là nhiều luôn nha. Nụ siêu nụ nha. Rồi, thông số đi em. Hoành thì mình được 8. Rồi, tàn rất là dễ thương nha cô chú anh chị, tàn rất là đẹp ha. Cao 39. Rồi. Tán ngang là 44. Rồi, cây siêu nụ này em xin giao lưu giá chỉ 200.000 thôi nha. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 3H. 3H là một cây tiếp tục là cây giáo siêu nụ nha. Nay lên nguyên lô siêu nụ siêu bông cho cô chú anh chị mình luôn. Siêu nụ khác và siêu bông khác nhau, hồi cô chú anh chị mình cứ so sánh nha. Rồi. Cứ so sánh giúp em nha. Rồi, siêu nụ, nụ siêu nhiều luôn ha. Đế bí luôn cô dạ, chú siêu anh chị. Siêu nụ và siêu bông nó khác nhau. Rồi. Lát lên cây lên vài cây siêu nụ rồi lên vài cây siêu bông em ha. Dạ, cho cô chú anh chị mình so sánh. Hoành được 7. Cao 41. Rồi. Trời. Ngang là mình được 40. Rồi, rồi cái giảo siêu nụ này em xin giao lưu giá chỉ 220.000. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 4H. 4H cũng tiếp tục là cây giảo siêu nụ nha. Cái này bát thì to luôn nha. Rồi, nốt nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Nè, nụ siêu nhiều luôn nha. Cây này tàn khá là to nha cô chú anh chị mình. Củ đế có củ đế luôn cô chú anh chị. Cái này mình về chơi tết là quá ok luôn nha. Rồi, hôm sáu đi em. Hoành mình được 10. Rồi. Cao 41. Tán ngang 48. Rồi, rồi cái giảo siêu nụ này xin giao lưu giá chỉ 250.000 nha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 5H là một cây giảo siêu bông nha cô chú anh chị mình. Rồi cô chú anh chị mình cứ xem siêu nụ nha cô chú anh chị. Ủa siêu nụ. Em nhìn nhầm nha cô chú anh chị mình. Rồi, đang nói chuyện cái đang nói vụ siêu bông cái em nó quên em nó là em nó bị liệu qua siêu bông luôn. Dạ, 5H. Siêu bông nha, cái củ đế rất là to. Ủa siêu nụ quên. Nói siêu bông cái em nó liệu siêu bông hoài luôn. Rồi, thông số đi em. Hoành mình được 8. Rồi. Hoành củ mình được 17. Cao 43. Rồi. Tán ngang mình được 38. Rồi, cái giảo siêu nụ này xin giao lưu giá chỉ 220.000 nha. Rồi, mình đổi cây ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 6H. Rồi, cây này là siêu âm nha cô chú anh chị mình. Rồi cô chú chị mình xem so sánh hai cây này nhìn khác nhau liền nha. Nè, cây siêu bông, siêu nó bông lá nó như thế này nha. Và siêu bông có hai loại nha cô chú anh chị mình, đừng có thắc mắc ha. Ừ, cái cũ nó cô chú anh chị ha. Dạ. Rồi, thông số luôn nha. Dạ. Hoành được 8. Rồi. Cao 44. Rồi. Ngang mình được 43. Rồi cái giảo siêu bông này xin giao lưu giá chỉ 220.000 nha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 7H ha. 7H là một cây giảo siêu nụ nha cô chú ơi. Rồi một cây siêu nụ. Giảo siêu nụ ha. Nụ nụ siêu nhiều luôn cô chú dạ, anh chị. Dạ cây này khá là to luôn nha cô chú anh chị mình. Nguyên cũ nè cô chú anh chị. Dạ. Rồi đo thông số luôn đi em. Dạ. Hoành của nó mình được 9. Rồi. Hoành cũ của nó là mình được 20. Rồi. Dạ. Cao là mình được 50. Rồi. Rồi. Tán ngang của nó là được 42. Rồi, rồi cây giảo siêu nụ này xin giao lưu giá chỉ 250.000 nha cô chú ơi. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 8H ha. 8H là một cây này là giảo Đa Phúc nha. Rồi, một cây giảo Đa Phúc em ha. Dạ. Nốt nụ có rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Nụ to to không là cô chú anh chị ha. Lá to toàn cô chú anh chị ha. Đó. Lá rất là dày nha cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn đi em ơi. Dạ. Hoành mình được 10. Rồi.
cao là mình được 42, tán ngang là mình được 48. Rồi cây giảo đa phúc này em xin giao lưu giá chỉ 220.000 nha. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 9H ha. Rồi 9H. 9H là một cây này là cây giảo siêu bông nha cô chú anh chị mình. Rồi một cây siêu bông Sài Gòn ha. Dạ cô chú anh chị mình xem ha. Nụ có nha cô chú anh chị nha. Dạ. Đó, cô chú anh chị mình nhìn ha. Kỹ là phân biệt được à. Siêu bông siêu nụ khác nhau nha. Cái lá nè cô chú anh chị ha. Quanh nó thon nó dài nè cô chú anh chị nè. Lá nó thon nó dài như phú cao 43. Tán ngang là 48. Rồi cái giảo siêu bông này xin giao lưu giá chỉ 200.000 nha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 10H. 10H là một cây tiếp tục là cây giảo siêu bông nha, cây này lớn nha. Rồi. 10H. Nụ siêu nhiều luôn cô chú anh chị nha. Dạ. Rồi có củ nha cô chú anh chị nè. Củ thú nằm ở dưới nè cô chú anh chị ha. Hoành đó là mình được 10. Rồi tàn ấm tàn tròn luôn cô chú anh chị ơi. Cao 44. Rồi. Tán ngang là mình được 57. Rồi cây giảo siêu bông Sài Gòn này xin giao lưu giá chỉ 250.000 nha. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 11H là một cây giảo lá gai nha cô chú anh chị mình ơi. Bông rồi. Cũng rất là đẹp nha. Bông cũng rất là to nha cô chú anh chị nha. Giờ lá gai nè cô chú anh chị ha. Là lá nó có gai gai nha cô chú anh chị nha. Đó, nốt nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị nha. Đó, nguyên cái củ nè ha. Rồi thăm số luôn đi em ơi. Dạ. Hoành mình được 8. Rồi. Nốt nụ cũng quá trời luôn nha. Cao 42. Tán ngang là 44. Rồi cây giảo lá gai. Giảo lá gai này xin giao lưu giá chỉ 250.000 nha. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 12H cũng là cây cuối clip nha, giao lưu ngày hôm nay ha. Dạ, 12H cũng là cây cuối clip và cây giảo siêu nụ nha cô chú anh chị mình. Hôm nay lên siêu nụ hơi nhiều ha. Tại vì bên em đang xả siêu nụ với lại giảo đa phúc được cô chú anh chị mình. Tại vì hỏi em có lên một lần, hai lần rồi. Hôm nay em xả luôn nữa, em chuẩn bị lên hàng mới ha. Rồi. Hàng mới là bảo đảm cô chú anh chị mình siêu đẹp luôn nha. Rồi, thông số luôn đi em ơi. Dạ. Thứ trước chị mình ủng hộ giúp em mấy cái này đi. Giờ giá này 200 mấy là em chỉ xả có mấy clip này thôi nha. Hoành được 9. Rồi. Mình cũ là mình 14. Rồi. Cao 46. Tán ngang 52. Rồi cái giảo siêu nụ này xin giao lưu giá chỉ 230.000 thôi nha. Rồi, cái cuối clip luôn ha. Cái clip của em luôn. Cảm ơn với cô chú anh chị mình đã xem hết clip và ủng hộ em ở những clip trước nha. Rồi, kính mong là quý cô chú anh chị mình hương tình ủng hộ mấy cái này mà giá chỉ có 200 mấy thôi mà cô chú anh chị mình hang lên hang xuống mắt là cây như thế này nè, nút nụ như thế này mà với lại mà cô chú anh chị mình nói thì em cũng chịu luôn rồi. Thì cô chú anh chị mình xem ưng thì mua, được thì mua chứ em cũng đâu có bắt đâu, nên là cô chú anh chị mình đừng có chửi em ha. Rồi. Em cũng xin chào kênh cũng như em Nhi, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho em Nhi trong các clip trước cũng như clip này ha. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ. Em xin chào ạ.